Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nguyễn Trọng Tình CNTT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn định dạng báo cáo tốt nghiệp như thế nào cho chuẩn, cho chính xác, đúng theo yêu cầu của giáo viên. Và nếu các bạn mà đi làm á, thì khi các bạn cần soạn thảo tài liệu hay cần soạn báo cáo, các bạn cũng phải thực hiện những bước này để cái báo cáo của bạn là đúng chuẩn, đẹp và chuyên nghiệp. Thì những cái nội dung khác thầy đã hướng dẫn ở clip trước. Còn bây giờ thầy sẽ tập trung chỉnh vào ba cái nội dung, đó là mục lục tự động, thứ hai là danh mục hình tự động và thứ ba là danh mục bảng biểu tự động. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả trước nhé. Ví dụ ở đây á, là thầy có một cái bài báo cáo, ở đây thì thầy để một cái nội dung chung chung, không đi vào cụ thể như là về kế toán tài chính hay ngân hàng hay công nghệ thông tin nhé. Thầy đi chung chung thôi. Vậy thứ nhất chúng ta có mục một lớn, rồi trong một lớn thì có một nhỏ, hai nhỏ, trong một nhỏ lại có gì, A nhỏ, B nhỏ, vân vân. Chúng ta có cả cái bảng biểu ha, chúng ta có cả cái hình ảnh nhé đấy, và nhu cầu chúng ta là phải tạo được một cái mục lục tự động như thế này. Mục lục này là thầy để hai cấp, các bạn có thể là để ba cấp nhé, có thể là A nhỏ, B nhỏ nữa ha. Cân nhắc tùy vào cái mức độ lớn của cái báo cáo tốt nghiệp các bạn mà để gì, để hai cấp hay ba cấp, hoặc là tùy thuộc vào giáo viên yêu cầu ha. Nhưng thường các bạn để hai hoặc ba cấp nhé. Rồi thứ hai này, các bạn phải làm được danh mục hình như thế này, và thứ ba này là làm được danh mục bảng biểu như thế này, và nó phải là tự động. Có nghĩa là sao, khi các bạn chỉ cần muốn nhảy tới cái mục một nhỏ này của cái mục hai lớn này này, các bạn chỉ cần nhấn Ctrl và click vào đây, nó sẽ nhảy tới mục một nhỏ của mục hai lớn đấy. Muốn về đâu thì các bạn click lên. Tương tự như vậy, các bạn muốn nhảy tới hình gì, hình CC này đấy, hình 21 CC này, click, nhấn Ctrl và click chuột vào, nó sẽ nhảy tới cái hình 2 và 21 CC này đấy. Rồi, và hơn nữa, khi mà các bạn chỉnh sửa gì đấy mà số trang nó nhảy hay thay đổi á, các bạn chỉ cần vào gì, vào đây và chọn Update Table, một cái là tự động nó sẽ cập nhật lại cái mục lục này nhé. Và thứ hai là hình cũng vậy, các bạn chỉ cần chọn chọn Reference và Update lại Table cái thì nó sẽ tự động cập nhật lại số trang, đúng các số trang mà đã chỉnh sửa nhé. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để làm được mục lục tự động, danh mục hình tự động và bảng biểu tự động. Bây giờ chúng ta sẽ mở file bài làm lên nhé. Thì ở file bài làm này á, một số bạn đã định dạng rồi cũng không sao nhé. Ở đây thầy chưa định dạng thì thầy khó nhìn hơn. Còn nếu các bạn mà đã định dạng một lớn, hai lớn rồi á, thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn nhé. Nhưng các bạn lỡ định dạng rồi thì cũng phải định dạng lại ha, thì mới ra được mục lục nhé các bạn. Rồi ở đây mục một lớn, các bạn sẽ chọn và chọn heading 1 nhé các bạn. Home này, heading 1 này. Rồi nó chuyển thành phông khác, các bạn cứ chuyển lại phông thêm New Monk thôi. Kích thước là 18 chẳng hạn, đậm lên. Rồi chuyển về phông màu đen luôn chẳng hạn. Vậy ở đây là heading 1 chúng ta định dạng xong, chúng ta muốn có một lớn ở phía trước, chúng ta sẽ vào numbering này và chúng ta chọn một lớn. Rồi vậy xong được một lớn rồi, chuẩn rồi á, thì các bạn nhấp đôi vào format Painter này để quét qua hai lớn và ba lớn. Hai lớn. Rồi ở đây chúng ta không có ba lớn ha, thì sau khi làm xong rồi nhấn EC hoặc là click lại format Painter này nhé. Rồi, kéo lên lại. Vậy chúng ta xong được mục một lớn. Bây giờ chúng ta qua mục một nhỏ, chúng ta chọn mục một nhỏ và chúng ta chọn heading 2. Căn chỉnh lại, đậm lên. Không à, em đi mang luôn đi. Và ví dụ 10, 16 chẳng hạn, đến 18, đến 16, ok. Rồi và cái này các bạn chọn không màu đen luôn. Muốn có một nhỏ, các bạn lại chọn numbering và chọn một nhỏ. Sau khi chuẩn chỉnh rồi, các bạn nhấp đôi vào format Painter và quét tiếp. Tìm hai nhỏ.
Hai nhỏ, ba nhỏ. Rồi, hết 1, 2, 3 của phần 1 rồi thì qua phần 2 chúng ta quét tiếp. Nhưng mà qua phần 2 này nếu quét tiếp thì nó sẽ hiểu là nó sẽ tăng lên 4. Nhưng bây giờ mục 2 này chúng ta muốn quay về 1 lại á, thì chúng ta lại bỏ cái chỗ đấy trước nha, click vào format painter. Chúng ta sẽ chọn cái này. Và chúng ta vào lại numbering này. Chúng ta mới gì? Mới set numbering value. Và cái này các bạn chuyển về 1. Ok. Rồi, sau đó các bạn lại nhấp đôi vào format painter này để đi tìm hai nhỏ, ba nhỏ tiếp. Hai nhỏ, ba nhỏ. Rồi, hết. Vậy chúng ta có được gì? À, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Ha, mục cấp 2. Nhớ là để làm mục lục các bạn phải chọn heading trước nhé. Ok ha. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ qua A nhỏ. Đây, chúng ta chọn heading 3. Đậm lên, không màu đen, kích thước không thêm nữa mong luôn, thước à 13 đấy, bình thường đấy. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ chọn gì? Numbering là A nhỏ, B nhỏ. Ha. Xong, nhấp đôi vào và chúng ta lại tiếp tục quét là gì? Một B nhỏ, rồi tới C nhỏ rồi. Hết rồi, thì tới đây ở đây á, là chỉ có là A nhỏ, B nhỏ của mục một nhỏ này thôi nhé. Còn hai nhỏ, ba nhỏ thì không có A nhỏ, B nhỏ nha. Tiếp tục xuống như này. Cái này không có, cái này không có. Cái này, à đây, có đây. Nhưng mà nếu các bạn trên là A nhỏ, B nhỏ rồi quẹt xuống đây á, thì nó sẽ hiểu là C nhỏ. Thì tương tự như vậy các bạn bỏ format painter đi. Sau đó vào đây, chọn lại set numbering value. Rồi, và ở đây các bạn giảm xuống là A nhé. A, A nhỏ. Ok. Rồi, nhấp đôi vào. Tiếp tục chúng ta đi tìm tiếp B nhỏ. Rồi, C nhỏ. Rồi, hết nhé. Vậy chúng ta xong được gì? Được 3 cấp. Còn những cái định dạng còn lại trong này là các bạn phải định dạng đúng theo yêu cầu của đề nhé, bài làm nhé. Thầy chỉ ở đây, thầy chỉ mục đích là để hướng dẫn cách các bạn lên mục lục tự động thôi. Đấy nha. Rồi vậy chúng ta chọn heading là xong. À, vậy thì bây giờ các bạn hoàn toàn làm được mục lục tự động nhé. Và thầy hướng dẫn mục lục tự động trước luôn. Thì thường mục lục tự động á, là đặt sau hoặc là đầu. Thì ở đây á, là ví dụ muốn đặt đầu á, thì các bạn sẽ đưa vào phía trước cái này và nhấn Ctrl Enter để ngắt trang qua. Đấy. Vậy trên này chúng ta hoàn toàn đặt mục lục tự động lên đây. Đấy. Chúng ta muốn đặt mục lục thì chúng ta chọn cái này và chọn Reference, chọn Table Content. Nếu các bạn mà để cấp 3 đó, thì các bạn chọn cái này luôn là xong. Đây, nó ra ba cấp là gì? Mục một lớn rồi tới một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Trong một nhỏ thì có A, có B. À, rồi trong hai lớn có 1, 2, 3. Trong ba, ba nhỏ này có A, B, C, D. A, B, C. Đấy, có số trang. Nhá. Sau này chúng ta chỉnh sửa nội dung ở dưới mà nếu nó thay đổi số trang, các bạn chỉ cần nhấn Update Table cái là xong. Nhá. Đây các bạn sửa lại chữ gì? Mục lục thôi. Thích màu gì cho màu đó ha, thích màu xanh cho màu xanh, thích màu đen cho màu đen nhé, không gì cho phòng đó nhé. Ok, vậy là chúng ta xong được mục lục tự động nhé. Bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ ở đây có nhiều bạn nãy giờ em chỉ muốn là ở cấp 2 thôi thì làm sao, thì các bạn chọn lại cái này, thay vì ở update đây các bạn chỉ cần vào reference này, chọn lại table of content và các bạn chọn custom table of content. Trong này thay vì ở đây á, mặc định nó là level là cấp 3, các bạn chuyển về cấp 2 là xong. Ok. Ok nhé. Reply. Đấy thì nó sẽ là một lớn, 2,
một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, đấy cấp 2 thôi nhé. Thường tùy theo đề mà các bạn sẽ ra cấp 2 hay cấp 3 nhé, tùy theo bài làm nhé. Ví dụ ở đây á, thì ít nên là mình để cấp 3 là vẫn ok nhé. Đó, lưu lại. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ qua cái danh mục thứ hai, đó là sau mục lục chúng ta sẽ qua cái danh mục hình ha, danh mục hình. Vậy để làm danh mục hình này á, các bạn sẽ lan xuống tìm các cái hình. Hình thứ nhất này, các bạn sẽ vào reference hoặc các bạn click phải cũng được, chọn insert caption nhé. Trong này á, thì các bạn chú ý á, là ở đây nếu mà các bạn để mặc định này hoặc các bạn sẽ chọn gì numbering này ha, các bạn chú ý numbering này. Ở đây các bạn có thể là chọn mục 1 lớn, 2 lớn, tức là các bạn check vào đây này thì nó sẽ là để mục 1 lớn rồi hình 1, để 2 lớn hình 2 nhé. Chọn chỗ này này các bạn. Numbering này nhé. Còn nếu các bạn không bỏ include chapter number này á thì các bạn nó sẽ không để cái 1 lớn trừ hình 1, 1 lớn trừ hình 2 nhé. Vậy đây ví dụ thầy muốn để 1 lớn trừ hình 1, 1 lớn trừ hình 2, thầy sẽ chọn cái include này. Chapter number ok. Rồi và trong này á thì chúng ta cứ để nó là gì? Nhớ là để mặc định nó là caption là 1 trừ 1 này kìa nó nhé. Trong này mình sẽ phải là chọn teacher ha. Rồi và chọn ok thôi. Thì nó ra 1 lớn trừ 1 này, các bạn sẽ đưa vào đây là hình 1 lớn trừ 1 2 chấm là hình A chẳng hạn. Đấy. Rồi nhé. Tiếp tục chúng ta qua cái hình thứ hai này. Nếu chúng ta đã đưa vào đây rồi mà chưa đúng thì chúng ta sẽ phải xóa đi để chúng ta insert lại cho đúng nhé. Click phải vào insert caption. Ở đây chúng ta chọn feature. Rồi ở đây chú ý numbering này, các bạn nhớ check vào đây nhé. Khi các bạn check lần đầu rồi thì nó sẽ nhớ cho các bạn nhé. Vậy các bạn chỉ cần ok thôi. Rồi và đây các bạn đưa vào hình 1 trừ 2 2 chấm hình BBB. Đấy. Rồi tiếp tục tìm hình tiếp. Đây, click phải vào nó, chọn insert caption. Trong này chúng ta numbering ok. Rồi picture ok. Hình 2 1 2 chấm hình C. Rồi tiếp tục click phải insert caption. Ok. Hình 2 chấm hình D. Đấy, các bạn cứ đặt tên hình gì các bạn đưa vào nhé. Rồi, vậy chúng ta xong được hình ha. Rồi vậy chúng ta xong được hình á, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái mục lục đây. Các bạn ghi là mục danh mục hình. Đấy, rồi enter xuống và chúng ta gì? Đưa vào đây chọn reference. Ở đây chúng ta có một cái caption này, các bạn chọn insert table or feature. Rồi chọn ở đây là ok một cái là xong. Đây nó sẽ ra được cái gì? À hình 1, hình 2, hình 3. Các bạn có thể tăng kích thước phông nó lên một xíu cho dễ nhìn nhé. Đấy. Lưu lại. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta qua bảng biểu ha, danh mục. Bảng biểu ha. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn phải chọn các bảng biểu đây. Click vào ngay góc phía trên này, click phải và insert caption. Thì thay vì feature này, các bạn nhớ đây là bảng biểu, các bạn phải chọn là table nhé. À, hình thì các bạn chọn feature, còn ở đây bảng biểu các bạn chọn table. Rồi, ở đây các bạn cứ chọn ok thôi. Và thường thì hình là cái những cái
Tên của hình này, những cái caption các bạn nằm ở dưới hình, nhưng bảng biểu thường là phải nằm trên hình, trên 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 bảng biểu nhé. Đó là nguyên tắc chung ha. Bạn một trừ một hai chấm, ví dụ như bảng A B C D E F gì đấy ha. Và phông nếu mà nhỏ quá thì các bạn cho phông to lên một xíu nhé. Đấy, ví dụ thêm như mang 13 thôi chẳng hạn. Thường phông sẽ nhỏ hơn một xíu ha, hoặc là nó đã in nghiêng này rồi, các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng phông này nhé. Tiếp tục tìm cái bảng tiếp. Rồi trong này các bạn sẽ gì? Cùng click phải vào đây và các bạn chọn Insert Caption. Và trong này các bạn nhớ ở đây cùng chọn Table nhé. Mặc định là nó sẽ Table rồi. Ok. Và đây các bạn sửa lại là gì? Bảng 2 trừ 1 2 chấm bảng DDDDD chẳng hạn. À, và chọn lại cái phông. Ok, lưu lại ha. Vậy chúng ta có hai bảng thôi, thì chúng ta làm hai bảng và đưa lên trên này, chúng ta lại đưa vào đây và chúng ta cùng vào reference chọn insert table officer figure. Rồi trong này á, thì ở đây á, là nhớ là table nha các bạn. Lúc này là figure, còn bây giờ phải là table nhé. Ok. Đấy. Cần tăng phông lên một xíu. Đấy. Vậy là chúng ta có được cái ba cái nội dung. Đó, thứ nhất là mục lục, thứ hai là danh mục hình và thứ ba là danh mục bảng biểu. Này là đúng chuẩn nhé các bạn. Sau này mà khi các bạn điều chỉnh cái gì dưới này, ví dụ như là các bạn nói là gì? Cái mục hai lớn này không thể nằm ở cái giữa giữa trong ba này được, ví dụ này. Thường á, mục một lớn, hai lớn á, là các bạn phải qua tra. Thì đây các bạn không thể để chỗ này được. Và các bạn phải chọn vào đây, các bạn mới gì? Chọn vào trước này được, chọn vào đây được nhá, các bạn nhấn Control Enter. Sorry, Control Enter nhé. Để nó nhảy qua trang mới ha. Thì khi nhảy qua trang mới này rồi á, thì bây giờ mục hai lớn này nó sẽ nằm ở trang số mấy? Mục hai lớn này nằm ở trang số 4 thì không phải còn số 3 nữa nhé. Và những cái nội dung ở dưới này nó sẽ là nhảy theo hai số 4, số 5 hết. Vậy khi này các bạn muốn cập nhật, các bạn chỉ cần nhấn update cái là xong. Entry luôn cũng được, còn number thành được. Đấy. Nó sẽ gì? Hai lớn này nhảy qua số 4 nhé. Rồi, mục nhỏ này nhảy qua số 5. Tương tự như vậy, cái này các bạn cũng chỉ cần chọn đây. Các bạn chọn gì? Insert table feature. Ở đây là nhớ là figure nhé. Figure, ok. Yes, chồng lên luôn. Ở đây là table, các bạn còn chọn reference, insert table of figure và chọn cái này là table. Ok. Yes. Đấy, thì nó sẽ cập nhật lại cái số trang liền nhé. Các bạn chỉ cần đưa vào cập nhật lại thôi ha. Để tăng cái kích thước lên một xíu chẳng hạn. Rồi lưu lại. Vậy là chúng ta có được ba cái bảng danh mục nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật các clip tiếp theo nhé. Nếu bạn nào mà có vướng gì á, comment thì giữ giùm thầy ha. Các bạn cứ comment nhiều vào giùm thầy nhé, để cho các clip nó sôi động lên một xíu ha. Chào các bạn nhé.